Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là sau khi Nghị định số 11 năm 2020, Nghị định của Chính phủ ra ngày 20 tháng 1 năm 2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 thì đối với những công việc mà các bạn muốn thanh toán khối lượng hoàn thành mà các bạn làm sau ngày 16 tháng 3 năm 2020 thì các bạn phải làm trên một cái bảng phụ lục mới có tên là phụ lục 08B. Và phụ lục 08B này là bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc là vốn nước ngoài. Thì ở thực chất ở trong cái phụ lục 08B này là nó bao gồm cả hai loại phụ lục trước đây, đó là phụ lục 03A và phụ lục 04. Đây thì như các bạn đã thấy đây, đây là cái bảng phụ lục 08B mà mình đã tạo. Thì ở trong cái bảng phụ lục 08B này, nó sẽ bao gồm là 16 cột và nó không còn là 14 cột như cái phụ lục 03A trước đây nữa, bởi vì nó có thêm một phần nữa, đó là phần khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu. Đó. Thì cái phần này chính là cái phần ở trong cái phụ lục 04, tức là khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng khi các bạn làm dự án. Các bạn có thể tải cái mẫu phụ lục 08B này theo đường link ở phía bên dưới video. Thì ở trong cái file Excel này mình đã tích hợp cái add-in đọc số tiền bằng chữ rồi. Bạn có thể khi các bạn làm thanh toán thì khi giá trị này, cái giá trị này nó sẽ tự nhảy theo cái số tiền đây và các bạn không phải đánh tay vào nữa. Đó. Còn cách ghi phụ lục 08B thì các bạn có thể nghiên cứu ở trong cái ship hướng dẫn cách ghi phụ lục 08B mình để ở đây. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.